Năm hết Tết đến, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện đặc trưng về những món ăn ở từng ngày Tết để xem miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền nào ngon hơn và có món ăn đặc sắc hơn. Được. Lần này chúng ta premium lên ạ. Đây là một số mà chẳng lòng ngày Tết. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Từ đó cũng có thể thấy là cái phong vị của đồ ăn miền Bắc nó nói đến cái sự thanh khiết, nhẹ nhàng, cầu kỳ trong cách ăn uống, tinh tế trong cung cách ứng xử trên bàn ăn và sự khắt khe trong từng món ăn lẫn cả những nguyên liệu gia vị đi kèm. Hôm nay, miền Bắc chúng tôi đem đến chính là món nem cuốn và món... Miến gà. Hả? Ôi nhà mọi người, không phải miến gà nó là linh hồn mà. Cái miến này thường là nó là cái canh măng. Ở quê ăn xong các thứ thì còn thừa lại bắt đầu đem nấu miến các thứ để ăn cho nó nhẹ bụng mỗi cái lúc mà dịp Tết rồi. Không sao rồi, ở nhà em là mẹ em sẽ luộc gà. Xong rồi lấy cái gà đấy lên để cúng thì còn lại cái nước gà. Để nấu canh măng. Nấu. Xong rồi mẹ em sẽ cho vào đấy là cổ cái. Thật mẹ, mẹ sẽ cho vào đấy là cổ cái. Alo cho mẹ mày. Em thề luôn. Gọi điện alo. Điện thoại em ở trên kia rồi. Tức là xuống đấy. Không. Em chị phát hiện là trên này thiếu gì không ạ? Anh vừa nói rồi, bắt nước mắm. Nước mắm đấy sẽ là nước mắm gì ạ? Nước mắm tỏi ớt. Và dưa gốc. À dưa gốc, em không ăn. Chứ em còn chấm tương ớt vi phong thôi. Thật mà. Cô đến xứ Hà Thành chúng tôi, đây là kinh kỳ. Ở đây gồm có những bậc bề trên. Chú Đức đây đã qua rất nhiều thời xuân xanh. Bao nhiêu năm cuộc đời chưa bao giờ chấm nem với tương ớt vi phong nhá. Thế cái này là mày mua hay là mày ấy? Em mày mua. Tam tòng là gì? Là tứ đức. Thảo nào. Thôi thì thảo nào. Nó bảo thảo là cũng đúng. Mời các cụ thưởng thức ạ. Đầu tiên nem này có nguyên liệu chính là gì nhỉ con nhỉ? Là thịt băm, mộc nhĩ, nấm hương. Nó cuốn sẵn luôn từng cái chứ không phải nó cắt ra được à? Đúng rồi, nó có sẵn từng cái mày. Thảo nào thế đều thế. Cái này là nem hải sản ấy. Thảo nào thế đều thật. Sao nó trắng phớ thế mẹ chi? Tại vì em lo sức khỏe các cụ nên em đã chiên nó bằng nồi chiên không dầu. Thế thời đại phát triển rồi, mình phải tân tiến lên chứ. Bây giờ nhà nào cũng dùng nồi chiên không dầu để chiên luôn á. Thần thời quá. Nhưng mà em vẫn quét một lớp dầu nhẹ lên trên để cho nó bóng. Thế thì mày mắc gì mà chưa, mày không chiên chảo luôn đi. Tại vì chiên chảo nó còn ám mùi vào người nữa. Cái kỳ thú của cái món nem là cắn vào miếng nem xong bắt đầu là cái lớp nước bên trong nó tứa ra kèm theo một chút dầu béo ngậy. Có trời ơi, bao giòn luôn. Nem hải sản mày ơi. Nem hải sản, ủa mọi người ăn nem hải sản hả? Cái này không có gì chấm đúng là không có gì chấm, mồm nhắm miệng thật. Mồm nhắm miệng quá, thôi ăn miến đi anh ơi. Miến này mua ở đâu đấy? Em mua ở... Em ăn thử rồi nó cũng đúng vị. Ở đâu? Shopee Food. 5-6 nghìn. Trong này có đầy đủ các nguyên liệu như kiểu là măng, rồi thì nấm hương, mộc nhĩ các thứ. Thật ra nó còn 3 viên mộc nữa nhưng mà nhà em không ăn nên em bỏ ra em ăn riêng rồi. Không ăn miến sao? Với mâm cơm miền Bắc thì để mà nói về cái độ mà giàu đẹp, thanh khiết không có nữa rồi. Cái ly nước chấm thiếu là thiếu rồi. Miến này không thấy mộc nhĩ đâu. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ move on sang mâm cơm tiếp theo của miền Trung chứ rồi. Được, mì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai món ăn luôn luôn xuất hiện trên các mâm cơm Tết của người miền Trung. Đấy chính là thịt ngâm mắm và cơm sen. Thịt ngâm mắm là một đặc trưng của Huế. Và em đã nhờ cô Thoa để tái tạo lại món này. Bởi vì là không thể mua được ở ngoài miền Bắc thì cô Thoa đã sử dụng tiêu đen, mắm cốt, một vài loại gia vị khác và đấy đã, và cái thịt này đã gia được ngâm. Gia vị khác là loại gia vị gì ạ? Hạt nêm thì chính thứ giấm này. Thế đó. Anh Đức là có ấy không ạ? Anh Đức là có nhận định gì thêm về món thịt ngâm mắm này không ạ? Trong số tất cả những cái mâm cỗ miền Trung mà từ trước giờ anh ăn thì lần đầu tiên anh thấy cái món này. Anh thì biết ở Thanh Hóa thôi nhưng mà cái mắm thật sự là rất nổi tiếng. Không biết à? Thế để tôi giới thiệu cho người miền Trung biết nhá, thịt ngâm mắm nha. Đây, thịt ngâm mắm thường là được chọn là thịt ba chỉ và ngâm này thường là nó sẽ là dao động khoảng tầm là 3 tuần.
Ngâm lâu vậy? Ngâm lâu, và thịt ba chỉ này là thịt ba chỉ sống ấy. Đúng rồi. Tức là chưa nấu. Chưa nấu và được ngâm trong nước cốt. Nước cốt đấy nó sẽ làm cái vị là chua ngọt mạnh cùng với cả hạt tiêu đen, và nó sẽ đem đến vị hơi cay một chút, cái vị đặc trưng của miền Trung nếu anh chưa biết. Thường cái này sẽ được ăn cùng cơm. Phong vị miền Trung. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lúc ban đầu anh cứ nghĩ là nó sẽ ngấy. Không. Không, mỡ này không hề ngấy luôn. Nó như ăn như kiểu mỡ của nhân bánh chưng ạ. Dẻo dẻo mềm mềm mà tan. Nó chắc thứ thịt ngâm mắm là một món chúng tôi confirm đồng ý. Tuyệt vời. Và xứng đáng được là một trong những thứ đại diện miền Trung đứng trên bàn so sánh giữa ba miền. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cơm sen. Một món cũng đại diện rất nhiều cho miền Trung. Mở bên trong cơm sen, các bạn sẽ thấy cơm sen được gói trong lá sen, được xếp tầng tầng lớp lớp. Bên trong cơm sen có rất nhiều gia vị, và đây sẽ phải là loại cơm được chiên lên trước. Ngoài ra, bên trong còn có hạt sen, còn có đỗ, còn có cà rốt. Và cái điều đặc biệt là cơm chiên này được chiên cùng với rau, xong được nấu cùng với rau. Làm thế nào để cho các nguyên liệu nó đều vừa miệng, đều không bị bở, không bị nát. Đấy, cơm sen là bóc ra. Đúng rồi, bóc từng lá ra. Đấy, mở ra là như một đóa hoa sen. Chú, chú, chú. Nó, ôi dồi, nét Huế này cho nhiều sen thế. Nhưng mà cơm sen nét Huế gói chắc tay quá. Gói chắc tay quá, nó chưa không được tơi như lần trước. Ăn cơm sen lần trước chắc là nên ăn nóng hổi nhá. Lần trước là mình về mình ấy luôn. Con này là mình đợi đi các thứ nữa thì nó cũng... Anh có thể cảm nhận thấy mùi đậu xanh, tá xíu, hạt sen, cà rốt. Ui, cơm được chiên lên vừa miệng. Anh chưa ăn cơm sen bao giờ ạ? Chưa, chưa. Nó hơi mặn mặn một chút. Cơm nó có độ ngọt sẵn, độ mặn sẵn, đậm đà. Nhưng mà cái canh với cả cơm sen nét Huế này không ngon được bằng chỗ lần trước mình mua. Lần trước mình mua cũng là nét Huế. Thế à? Hay mày mua cơ sở khác? Không, em mua cùng một cơ sở mà, cùng cơ sở Hồ Tây thôi. Hay là hôm nay là bác này nấu cơm là bị thế nào ấy? Canh cũng không ngon bằng lần trước, làm canh chua ngon lắm. Chắc không thấy bác thất tình gì ta. Về độ ngon. Quấn. Là rất ngon. Còn về độ bình dân học vụ thì không bình dân học vụ lắm. Bao tiền này? 85.000. Thì ngâm mắm mẹ tao ngâm mất 3 tuần ấy, tính ngày công mẹ tao cũng đắt đấy. Sau mình làm số ẩm thực Tết trên TikTok đi. Nó có cái món cùi dưa hấu ngâm. Có, ngon lắm, em thử rồi, anh phải ăn thử đi. Ẩm thực Tết trên TikTok. Về cả hai món nhá, nó đều có cái sự đặc biệt riêng. Đều là hai món tinh hoa trong ẩm thực của miền Trung luôn đấy. Siêu tinh hoa luôn đấy. Cái này nó không chỉ là ngày Tết mà nó còn là những cái món ẩm thực đại diện của miền Trung luôn. Chứ không phải riêng ngày Tết nữa đâu. Thôi rồi, tạm thời là cho thằng cu 5 tuổi. Cái lần cuối cùng này sẽ là tổng kết của cả clip. Sẽ là 200 để xem là thằng cu có trúng được 200 này không. Hai món miền Nam hôm nay tôi mang đến bao gồm có canh khổ qua và gỏi ngó sen, hai món đại diện cho miền Nam. Đó. Chúng tôi xin bổ sung là canh khổ qua nhồi thịt nha. Khổ qua nhồi thịt ạ. Chứ khổ qua không thì đáng lắm. Và gỏi ngó sen thì câu chuyện của hai cái món này như nào? Như là canh khổ qua nhồi thịt, người miền Nam quan điểm là khổ qua nghĩa là cho cái khổ nó qua vượt đi. Vượt qua gian khổ. Đúng rồi, vượt qua gian khổ, giống như kiểu mình là cầu giờ đủ xài đấy. Nhồi thêm thịt, thịt ở đây là biểu tượng cho sự đủ đầy, tức là thịt lúc nào cũng biểu tượng cho sự đầy đủ hết, no đủ hết. Đó, cho nên là cái bát canh này họ hay ăn. Ngoài tại ra sao miền Bắc mình mày kể câu chuyện mà nó hẻo thế? Nhà em khác nhà mọi người. Em giờ tiếp đến món này thì rồi. Gỏi ngó sen. Trong cái món gỏi ngó sen này thật ra nó là một món chay. Và nó bao gồm khá là nhiều những cái loại rau của trong miền Nam. Như ngó sen. Và súng xiết các thứ không nhớ nữa. Ngoài ra thì có thêm thịt giò chả chay nữa. Đó. Thì đấy, thế cái này là khổ qua nhồi thịt là chị mua ở nhà hàng miền Nam chứ hả? Đúng rồi ạ, nó không tự làm được đâu. Em nhìn nó khó lắm, công trình nó khó lắm. Mày lúc mà Tết mày cắp sách đến nhà tao, tao đào tạo cho mày một khóa, mày tặng thùng thứ thức kệ. Chứ tao nói là tao để mà xuất khẩu mày sang nhà chồng nào chắc là người ta khổ lắm. Đó, gọi ngó sen ạ. Rất thanh tịnh, thật ra là bên trong miền Thành Nam. Thanh tịnh, chua à. Bên trong miền Nam họ có một cái món nữa thì chính là thịt kho hột vịt đó. Đấy thì họ ăn cái món đấy rất nhiều và nó rất là ngấy, nên là họ hay ăn cùng với mấy cái gỏi, mấy cái loại gỏi. Ăn này chưa đủ ngon.
Ở trong miền Nam nó phải ngọt hơn, chua hơn. Nhưng mà với anh nó vẫn ngọt đấy. Thế này chưa đủ ngon rồi. Nhưng mà thật ra là đối với người Bắc mình thì sẽ ăn nó, nó sẽ thanh đạm nhẹ nhẹ, chắc người ta ra giảm gia vị. Chứ còn lại trong miền Nam nó phải đậm đà hơn này nhiều. Cũng đỡ ngấy luôn. Món gỏi món xe này cũng 1/9/10 với cả dưa hành của mình đấy. Nhưng anh vẫn thích dưa hành rồi. Khổ qua đi ạ, khổ qua nhồi thịt ạ. Thường em thấy người miền Nam họ sẽ cắn một nửa miếng đấy luôn. Trước đây anh đã ăn canh khổ qua bao giờ chưa? Ăn nhiều. Thế hả? Không cho ăn bao giờ luôn đó. Mọi người ăn canh khổ qua hết rồi hả? Em còn rất hào hứng nhưng còn nghĩ là chưa ai ăn. Qua rồi. Cái khổ quá hết rồi sao? Cái vùng đất của mày lạ. Tao nghĩ là Hạ Long đã kỳ lạ rồi. Nhưng mà riêng cái phường của mày, riêng cái khu vực nhà của mày, nó như kiểu là một lỗ đen vũ trụ, hành tinh song song, thế giới khác vậy. Nhưng mà nhắc đến khổ quá rồi thì là người ta nhắc đến miền Nam chứ. Chưa bao giờ luôn mà. Thì nhắc đến khổ quá rồi thì nhắc đến miền Nam thật. Còn anh em mình là mướp đắng rồi thì chấm điểm đi ạ. Ngon đó. Ý nghĩa câu chuyện, ý nghĩa hay, tính nhân văn tốt, độ ngớ ngẩn cao. Ở miền Nam thì sẽ có những cái loại đồ ăn gì nữa ngoài khổ qua? Thịt kho hột vịt. Kho quẹt, rau củ kho quẹt. Miền Tây vào trong nữa thì có chuối. Rồi cái này bao tiền? Khổ qua là 45.000. Cái này một quả mướp đắng nhồi thịt bên trong luộc của ta 45.000. Thật ship rồi mà. Người ta nhà hàng nữa cho người ta tí mặt mũi chứ. Tết hoan hỉ đi. Hương vị nó không đủ chua, tao lại không hoan hỉ được nữa rồi. Nghe đó là chính là những cái câu chuyện ngày Tết. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi số lần này. Và chúng tôi sẽ đến từng nơi để tìm hiểu xem có thật sự đây là những cái món ăn tiêu biểu đại diện của từng miền hay không, để thanh tra điều tra trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tết này anh em có reader phải quay vlog. Vlog không mầm Tết không được hả? Chào các bạn ạ.